Con chào cô và các bạn, con tên là Bùi Nguyên Gia Bảo. Con học trường Vinschool Smart City. Năm nay con học lớp 3, năm nay con 8 tuổi ạ. Sau đây con xin trình bày bài khỉ hứng táo của con ạ. Bài khỉ hứng táo của con thì con đã cho thêm một nhân vật đó chính là nhân vật đó chính là một quả cam. Và chúng ta có những quả cam như sau. Ta có quả cam bình thường là chúng ta sẽ cộng 1 điểm. Quả cam màu xanh chúng ta sẽ cộng 2 điểm. Và quả cam ta bị ăn một nửa của nó thì chúng ta sẽ bị trừ 5 điểm. Theo là phần bảo vệ thì con đã hoàn thành phần bảo vệ. Và khi mình ăn cái mặt trời thì chúng ta sẽ có một phần bảo vệ. Đây ạ. Đây ạ, đây chính là phần bảo vệ của con ạ. Đây chính là phần bảo vệ của con. Và con không có cái bóng cho nên con phải cho hình con chỉ lên đây để con chỉ nó có mặt ở trong này, nó đỡ bị cái vòng che đi. Và tiếp theo đó chính là phần game over. Và hiện tại là phần Wii này vẫn chưa hoạt động. Con đã để chính giữa rồi nhưng mà có lúc hoạt động, có lúc không hoạt động. Và tiếp theo con đang bổ sung cái phần level 2, level 3 và level 4. Level 2, level 3 và level 4 con chưa hoàn thành. Thì con không biết thêm phong nền ở đâu. Cho nên con vẫn đang tìm cái phần để thêm phong nền. Và bài trình bày của con đến đây là hết ạ. Cô và các bạn có gì để góp ý cho con không ạ?